hôm nay nhà em đang chơi chương trình Lotto số đầu đây, năm may mắn nha. Bóc một cái mở ra. Chúc mọi người may mắn nè. Tết này cái bà 2 đồng nha. Lớp kỳ money. Ta thường thường tụi năm là tụi em sẽ chơi tụi nghiệp hai con tôi quá trời số đầu năm. Chúc cả nhà Tết vui vẻ nha. Cả nhà nhớ coi nhớ subscribe kênh YouTube của em. Vậy là cái cuối cùng còn lại là của má em chờ anh chờ được đánh phong bì. Ba chục. Wow, lucky money. Đây cả nhà em, đây cả nhà ơi. Mời quanh lên. À, đây là cái chương trình của tụi em chơi á cả nhà. Chơi Tết rồi em sẽ quay chia sẻ cho cả nhà coi. Đây. Đây là cô chủ tiệm dễ thương. Rồi, mở ra. Tè tè. Dạ, đây là kết quả bốc thăm chúc mừng nha. Dĩ ra, dĩ ra, con hay con mấy gì? 5 chục. Được, 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 dẹp dục bao để khỏi nó lộn. Yeah, số 2, 50 chú. Đánh tiền nha cả nhà, tiền thiệt nha, tiền đô đàng hoàng. Giữ cái con cất đi, chút đi, con chơi, chút đi, chơi đó. Chút chơi. Bỏ vỏ mẹ đi. Đừng bỏ vỏ mẹ, chút chơi. Thôi, hơi xui đi. Chút cho đầu cua con. Bỏ vỏ mẹ. Chị ơi, bao nhiêu tiền vậy chị? Bao nhiêu đây? 100 lên 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 tầng 100 đồng cho cả nhà thấy chị. Trời.
bé nữa hả? Tập lộn bé hoài vậy. Năm mới thật. Anh đừng quyền đổi, anh đừng quyền đổi. Đừng đổi anh. Mà anh đổi chừng anh nói hận. Nhắm mắt, thôi chụp đại em bé đi, chụp đại. Chụp cái này. Chụp gì? Nhắm mắt không lấy gì. À, giật đại. Rồi mở thẻ anh. Đừng có 2 đồng ha. Năm chục gì ra, con mấy 2 đồng. 2 chục. Thôi 2 chục. 4 chục. Số 8 Tôi đó là oh my god. Cái này là hồi nãy là Rick bỏ lại đi nha. Bỏ ra cho nó không máu. Người bỏ lại lắm rồi chị. Năm chục. 10 lần. Vậy em chờ quất lại cái luôn, 1 trong 2. Xong hết phải không? Ai cũng có hay gì? Đây. Anh trộn rút làm sao? Rút coi cho vui. 3 chục. Kệ anh trộn có số đó, 2 đồng với 5 đồng. Em tư mẹ. Rồi ok, bây giờ mình chơi tới cái thứ hai nha. À, nữa hả? Chơi nữa hả? Mẹ em có cái mẹ ơi. Mẹ em tư cái này. Cả nhà ơi, mình chơi vui lắm. Bây giờ mình chơi trò gì đây? Mình chưa biết mình sẽ chơi trò gì hết. Chơi trò này nha, chơi trò này vui lắm nha. Nữa hả? Mọi người lại đây, tập trung lại. Tập trung chuyên môn hả? Tập trung chuyên môn. Hợp gia đình đi. Nè, bây giờ mình lấy cái mặt của mình ở đây. Lại đây, bút giật. Lặng về, mình tới đâu? Lặng tờ thế nào là được rồi. Nhưng mà nếu mà nó chạm cái bút, nó giặt trở lại là không tính nha. Chỉ tính đường lên thôi nha. Nè, để em thử. Ok, lặng đó. Còn có cái gì? 1 đồng. Nô no, vậy không có được. Vậy không được, làm lại. Nếu vậy cho làm lại. Không có tượng 100 đi trời. Em cầm đâu? 100, 500 Để lên hết. Em không có vàng, em phải bỏ từ cái bình. Đây cả nhà mình chơi tốt nha. Chị Kim nói 100 để mình bỏ thêm tờ nữa vô. Em khoan chờ mẹ nha. Thôi đủ rồi anh cho, vui rồi, đừng có bỏ nữa anh cho. Nó được rồi anh cho ơi. Anh cho, đừng bỏ nữa. Được rồi, vui rồi. Không bỏ nữa. Nè, vậy mình cho lên đây là 40 nè. Đó, đó. Rồi đi đây. Em lên làm trước, để chân ngay lại. Em lên xuống dưới. Xuống dưới, chúng ta rồi. Dạ, trả lại 2 đồng nữa. À, trả luôn cho bố nạt. Bố nọt. Rồi xong. Vui lắm cả nhà. Đẩy lên. Đẩy lên. Đẩy lên. Không được rồi. Chú hen bỏ thôi ra. Đâu không? Gì kỳ vậy? Rồi là chơi. Đó. Tại em đang chơi mà đang đi. Làm vậy vậy đó, tập chơi cho nó là thử đi. Rồi. Kế mi cho lại. Không đồng. Gì gì? Làm cho cái mút đó thôi. Đây, bắt đầu làm video rồi. Nhẹ thôi. Để coi con được thăm mấy đi không bắt. Vui lắm nha cả nhà. Đó, chơi đây. Không phải đẩy lên, không biết đẩy làm gì. Đầu tiên quay một cái camera dài vậy. Cảm ơn mọi người ủng hộ kênh YouTube của em nhé. Đó. Đó, đây là lăn tới đâu là tiền tới đó. Lăn tới đâu là tiền tới đó nhỉ. Lấy cái cây đập hồi nãy đi, tôi đo vô. Cái này 20. Ra chính ra không ăn vàng. 20 vô. Lấy cây đập và đập kẹt 20 đó. Đâu. 20 nè. Chắc là 20 rồi. Thấy không? Mình chơi rất là đúng rồi. 20. Đúng rồi, lấy. Hai chủ tiệm em nha cả nhà. Đó, chơi được. Chị thảo luôn cây mai của nhà em đi cả nhà.
à, Tết sắp tới chúc mọi người năm mới vừa dặt sức khỏe, an khang thịnh vượng, và dịch giật mình sẽ mới ra khỏi nha mọi người, để trở lại cho mình nha. Ở đây nó lại đây cho mấy nhà. Rồi rồi. 1 2 3 4 5. Từ từ cho chị ấy. Đó. Rồi. 20 là hả? 20. 20. Đó, tiền chưa? Mày trong trong giới hạn 20 nha. 20. Rồi em à, giữ 20. Thôi ngồi ngồi. Tới đây thì tôi đẩy tới số 4 luôn. Làm lại. Có ăn làm giàu, Ê bà ráng mà làm tới đây cái tôi đẩy tới số 4 luôn cho. Sao nó có chạy được vậy? Bà chơi cái kiểu rồi chơi nhất trong đông rồi. Hai tay. Một đồng nhiều quá. Năm đồng đi. Nãy không có 5 đồng, nãy hết tờ 5 đồng rồi. Lấy tờ đi. Hay quá, tối luôn bạn ơi, bắt tài tối luôn, 4 đồng. Cái chỗ đó. Tại vì nó ngược lại, là không có tính. Làm lại. Chỉ là tới đây ngừng mới tính, còn mà bật ngược lại là không có tính. Ôi trời, chơi này trí tuệ quá. Khó lắm ấy nha, không có dễ đâu. Sao mà bị làm được này? Mà bị xin chơi nè. Mạnh quá. Trung Thang là không chơi nữa. Ừ, Trung Thang ơi, tội nghiệp ta. Không có đau đồng nữa mấy. Xích cái bản đi, Mavi xích rồi. Đó, đẩy ngay cái đường thẳng. Nhẹ nhẹ thôi. Ngừng lại. Để bà chân ra cho mấy má chơi, em nhảy đây. Eva, where's the 20 dollar bill? Hai người không có đi đây, mẹ quýnh nha. Sao đó? Bạn có thể chơi đó. Giờ nó khó gì vậy? Trời ơi, người đẹp, đang khó lắm á, không dễ đâu. Tới đây luôn, tới đây luôn. Một đồng. Chắc một đồng quá. Còn gì để sao nữa. Chết hả? Vậy mình nha. Number 3. Ôi, bộ cái phòng 40 trên kia nó khó quá. Bởi vậy nó phải là khó. Đồ nhẹ, đồ nặng. Đó, 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 đó
con đây chỗ khác. Chỗ má 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 đang đang đây. Cổ. Rồi rồi 40 40 mình mấy ra đi ra đây. Hơi mạnh rồi. Khó lắm á nha. Nhẹ từ từ. Khó lắm đâu, nhiều khi mình muốn nhẹ cũng không nhẹ được nữa. Tiền mà đâu phải dễ lụm. Rồi xong. Tiền rồi xong 20 rồi. Thôi 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 thôi. Vô. 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 Đây qua hậu có tiệm em nha cả nhà, qua hậu có tiệm em. Mày quá tối rồi, nhẹ nhẹ tới thôi nữa. Hai đồng rồi, một đồng rồi. Hai đồng. Sao cuộc đời em các cô mấy, năm ba xích. Ồ, năm ba xích nha, này là qua hậu có tiệm em luôn á nha cả nhà. Qua hậu tiệm em luôn á. 1 2 3 vô. Muốn lấy tiền phải trường bò phải dễ lấy. Bò thường lăn lớp nha. Rồi, ông quen, ông lấy cái đồ cái đồ gì, bình thường mắc gì?
Hái sao không? Hái sao không? Hái không? Hái là bình thường. Thank you con. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video của em. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Xin chào cả nhà. Xin chào. Bye bye.